của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ tôi thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin quý nhận của lễ chúng con dâng hiến trong ngày lễ kính Thánh Ignatio và xin cho chúng con được thánh hóa trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành. Cũng là nguồn mọi sự thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Mình luôn tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Vì Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho hội thánh nên phong phú. Và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhàn Chúa. Vì thế này Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con bên và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự mình mặc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, việc này là mình thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thịt, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đều tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con thay thức này xin Chúa cho chúng con khi phân phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức nên. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa cùng nhau đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con để lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Ignatio Loyola và toàn thể các thánh đời sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại.
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Con lạy Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin rải thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nghĩ đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho ngài. Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
dâng ngàn rừng sông. Người đi